Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay thì cô Hạnh lại quay lại với các em trong cái chuyên đề thứ 16 của phần hình học lớp 7. Đó là chuyên đề về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác. Đó, vậy thì như cô đã giới thiệu ở trong hai cái phần trước, hai cái chuyên đề trước rồi, đó là các đường, đó là đường trung tuyến này, đường trung trực này, đường cao này, đường phân giác, thì là những cái kiến thức trọng tâm mà liên quan trực tiếp cũng như là rất quan trọng trong cái phần hình học lớp 7, mà nó sẽ liên quan trực tiếp đến các cái chứng minh, các bài toán ở trong lớp 8 và lớp 9. Chính vì vậy mà các cái chuyên đề này thì các em sẽ cần phải nắm cho cô thật chắc, cũng như là phải làm được các dạng bài tập trong những chuyên đề này nhé. Và hôm nay thì chúng ta vào chuyên đề thứ 16, đó là về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, ba đường trung trực trong một tam giác. Thì mục tiêu của chuyên đề này là gì? Thì bây giờ cô sẽ cùng điểm qua một số cái mục tiêu của chuyên đề ngày hôm nay như sau nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải nắm vững cho cô về định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Thứ hai là định lý về đường trung trực của đoạn thẳng. Và thứ ba là tính chất của ba đường trung trực của tam giác. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi vận dụng các cái kiến thức cơ bản này để chúng ta sẽ đi áp dụng làm các cô các bài tập cơ bản và nâng cao nhé. Vừa rồi là phần mục tiêu của chuyên đề. Và chuyên đề này thì cô chia làm hai phần. Phần A đó là phần kiến thức cần nhớ và phần B sẽ là phần bài tập. Trong phần bài tập thì nó sẽ bao gồm các dạng bài tập, được chưa? Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần A, đó là phần kiến thức cần nhớ này. Vậy trong phần A này chúng ta sẽ cần nhớ những cái kiến thức gì? Thì đầu tiên sẽ là về định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Đó. Vậy thì đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm đó. Đó, cô lấy trung điểm của nó này. Bây giờ cô lấy ví dụ. Cô cho một cái đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng AB này. Đây là đoạn thẳng AB và đường thẳng D, đây cô gọi Y là trung điểm của AB này. Đó, thì cái đường thẳng D mà đi qua Y và vuông góc với AB tại điểm Y này, thì khi đó cái đường thẳng D này được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đó, thì nhớ cho cô nhé. Chưa nào? Đấy chính là định nghĩa về đường trung trực của đoạn thẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai, đó là định lý về đường trung trực của đoạn thẳng. Vậy thì đường trung trực của đoạn thẳng này thì nó có các định lý như thế nào? Thì chúng ta sẽ có định lý đầu tiên, đó là gì? Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì sẽ cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Tức là cô lấy này, cô lấy ví dụ một điểm đó là điểm M thuộc đường thẳng D, với D là đường trung trực của đoạn thẳng AB, thì khi đó điểm M này nó sẽ cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng AB. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ có đoạn MA sẽ bằng đoạn MB. Đó, hai đoạn này bằng nhau. Nhớ cho cô cái định lý về đường trung trực của đoạn thẳng này nhé. Tiếp theo là cái định lý số 2. Đó là gì? Nếu một điểm đó, cô có nếu ví dụ cô có một điểm M này nằm trên một đường thẳng D giao cho MA bằng MB, thì khi đó chúng ta sẽ có là gì? Điểm M này sẽ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đó, nhớ cho cô cái kiến thức này nhá. Hai cái định lý rất là quan trọng này. Định lý ở trên là định lý thuận, còn ở dưới sẽ là định lý đảo, đúng không nào? Nhớ cho cô. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần kiến thức cần nhớ thứ ba. Đó là gì nhỉ? Tính chất của ba đường trung trực của tam giác. Vậy thì chúng ta đã biết là gì nhỉ? Trong một tam giác thì chúng ta có ba đường trung tuyến cắt nhau tại một điểm này. Ba đường gì nữa nhỉ? Ba đường phân giác cũng cắt nhau tại một điểm. Đó. Và ba đường phân giác cắt nhau tại một điểm thì cái điểm đó được gọi là gì nhỉ? Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác. Vậy thì ba đường trung trực của một tam giác nó có cắt nhau tại một điểm hay không? Đó, thì chúng ta sẽ có hai cái định lý như sau.
Định lý đầu tiên đó là trong một tam giác cân thì đường trung trực của cạnh đáy đồng thời sẽ là đường trung tuyến ứng với cạnh này. Đó, tức là sao nhỉ? Tức là từ đây thì chúng ta sẽ suy ra là gì nhỉ? Là gì? Trong một tam giác cân thì chúng ta cũng đã biết là gì? Trong một tam giác cân thì đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác rồi đúng không nào? Ở bài hôm trước cô đã chứng minh cho các em rồi. Và hôm nay chúng ta lại được học thêm cái định lý đó là gì nhỉ? Trong tam giác cân thì đường trung trực của cạnh đáy thì đồng thời sẽ là đường trung tuyến. Đó, vậy thì từ đây chúng ta lại rút ra được một cái hệ quả đó là gì nhỉ? Trong tam giác cân thì đường phân giác đồng thời là đường trung tuyến, đồng thời sẽ là đường trung trực. Đó, các em nhớ cho cô thật kỹ cái kiến thức này nhé. Tiếp theo là định lý số 2. Ba đường trung trực của một tam giác thì sẽ cùng đi qua một điểm. Và điểm này thì sẽ là gì? Cách đều ba đỉnh của tam giác đó. Và điểm này thì sẽ gọi là gì nhỉ? Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Mà, được chưa nào? Đó, được rồi. Và vừa rồi là những cái kiến thức mà rất là quan trọng mà cô đã nêu cho các em. Thì bây giờ chúng ta sẽ mang những cái kiến thức này để chúng ta sẽ đi phục vụ cho việc giải các bài tập nhé. Và bây giờ sẽ là phần các dạng bài tập ở trong cái chuyên đề thứ 16 này. Ở trong chuyên đề này thì cô sẽ chia làm 5 dạng bài tập. Dạng thứ nhất đó là chứng minh đường thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng, điểm thuộc đường trung trực. Dạng thứ hai là sử dụng tính chất đường trung trực để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Dạng thứ ba đó là sử dụng tính chất đường trung trực vào bài toán về tìm giá trị nhỏ nhất. Đó. Và tiếp theo là dạng thứ tư đó là sử dụng tính chất giao điểm của các đường trung trực của tam giác. Và dạng cuối cùng là chứng minh đường trung trực đi qua một điểm cố định. Đó. Thì vừa rồi là 5 cái dạng bài tập mà cô sẽ cho ở trong cái phần chuyên đề 16 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng dạng cụ thể nhé.